Tối qua, huyện Bắc Trà My đã tổ chức bế mạc lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022. Sau 2 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022 đã chính thức khép lại. Ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho đội cồng chiêng xã Trà Bui, giải nhì thuộc về đội cồng chiêng đơn vị xã Trà Cót. Ngoài ra, ban tổ chức lễ hội còn trao giải trình diễn ấn tượng nhất tại hội thi cồng chiêng âm vang đại ngàn cho thí sinh đến từ đội cồng chiêng xã Trà Bui. Trao các giải phong trào, động viên các đoàn cồng chiêng đã tham gia trình diễn tại lễ hội. Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022 khép lại với phần giao lưu, giả bạn và không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết của các dân tộc tại địa phương. Chiều qua, Hội chữ thập đỏ